Chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Sơn La khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 28 tháng 9, Hội nông dân tỉnh Sơn La tổ chức trao giải báo chí sáng tác các ca khúc và ảnh nghệ thuật với chủ đề Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển lần thứ 2 và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023. Dự lễ trao giải có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Giải báo chí sáng tác ca khúc và ảnh nghệ thuật với chủ đề Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Sau thời gian phát động sáng tạo tác phẩm, ban tổ chức đã nhận được 90 tác phẩm báo chí, 10 ca khúc và 167 ảnh nghệ thuật của trên 90 tác giả, nhóm tác giả tham dự giải. Chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay được đánh giá cao, đáp ứng các yêu cầu về thể lệ dự thi, tập trung nhấn mạnh chủ đề Nông dân Sơn La đổi mới và phát triển, phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực liên quan đến công tác hội và phong trào nông dân, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Về tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu, ban tổ chức đã tiếp nhận 39 sản phẩm của 32 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đa số các sản phẩm đã thể hiện tính chất đặc trưng của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, bao bì nhãn mác được chú trọng. Một số sản phẩm đã thể hiện được bản sắc văn hóa địa phương, là sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Là sản phẩm chủ lực của địa phương, thân thiện với môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, đạt các chứng nhận tiêu chuẩn cao. Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và các giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải. Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 24 sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023.